Dạ, Vũ An Giang xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay có chiếc xe quay Alpha bụng đời 2014. Nó hàng qua tay nha, nhưng mà nó cũng còn khá là đẹp. Nên cho lên sóng cho anh em coi chơi ha. Được thì mình không có xe nào mà mình chạy đi làm đi này kia nọ thì mình mua về mình đi làm. Giá nó là 14.500.000 cho một chiếc quay Alpha bụng màu trắng, áo jean, máy jean. Đầu zin không à, có cái cản này là cái cản của ông Fulchanel ha. Còn nhiều đầu zin theo xe người ta có dọn cái tay cái da tay chạy đó với cái kiến kiểu vậy đó, mấy cái đó là không quan trọng. Giá là 14.500.000, giá thì cũng ok, tại vì cái dòng quay bụng này nó sẽ mắc hơn cái dòng quay bụng trăm mờ, quay Alpha trăm mờ này ha, dành riêng ha. Găm này cũng theo xe, nắp dây sơn này cũng theo ha, có dính miếng nước sơn gì nè, dính ba đen đen này kỳ ra ha. Phuộc rồi cũng theo, ốc tán nào cũng ok hết bạn. Đắt 2014 là ha. Nói chung mà xe sạch đẹp không lỗi. Máy móc nguyên zin. Này con chân nằm kích rẻm ha. Ốc tán theo xe, áo này kia theo xe ha. Bình xăng con nè, mấy cái dòng này ít hao xăng các bạn ha. Dành theo xe. Cái phuộc, cái đát phuộc 2014 này, nó cái đóng chữ 14 này ha, cái đát phuộc này ha. Ngày tháng năm sản xuất á. Dành đẹp. Cặp vỏ này được thay 2017. Thì mấy anh em nào thích cái dòng nhỏ nhỏ này để đi làm này kia nọ thì có thích qua màu này thì dứt các bạn. Xe sạch đẹp không lỗi. Ok hết. Mình sang con đầu zin này, không phụ tùng con này kia zin nha. Tại vì 14.500 đó. Nổ máy cái giùm anh ta. Rim ấm ha bạn. Đó nồi rim còn chả, cái nồi bánh rim còn chả còn nghe đó. Đó nồi rim còn nghe. Máy rim ấm rồi. Xe mấy dòng xe mới mới đây thì đâu có lỗi lầm gì đâu. Đây bản số xe đây ha bạn. Chờ bên trong còn máy chát ha. Chồng mới chắc bạn. Cái Winner này mới về mình bán nhiêu anh Tào? Winner màu vàng này bán nhiêu anh Tào? Con nó hiện tại mình bán ra 26 triệu anh. 26 triệu hả? Cái thông tin nó đầy máy anh Tào? Xe 26, xe sạch đẹp nguyên zin hết á, có chứng minh chủ luôn. Còn đi hết. Xe đẹp quá ha. 26 triệu nha các bạn, dễ chơi ha. Có trả góp luôn đó các bạn ơi. Cái đời này 26, 27 vậy anh ta? 26 à. 2016. Xe sạch đẹp. Ồ sạch các bạn ơi, xe sạch lắm. Ok ha. Mấy cái này mới hết ha các bạn. Đó rồi ha, bên rồi. Giá đèn rồi ha, mấy cái chất xe cũ chúng ta nhìn vô đây ha, để đánh giá cái xe còn lại như thế nào. Im ấm rồi ha, ok hết nha các bạn. Giá 26 triệu vậy trời, có con ốc này bị sét này, nước mưa đầu văng lên ha, về nhà người ta lấy con ốc này dặn ra thay con ốc khác vô. Đẹp hết ha. Để mình quay phần máy này kia cho các bạn xem. Ok ha, mấy cái lốc đồ đẹp hết ha các bạn. Cái này nè, đẹp hết ha, dây điện đồ cũng còn mới tinh ha.
quay 26 triệu. Cái này mua xe cũ này người ta lỗ sẵn, mình khỏi lỗ. 26 triệu là rất là rẻ luôn á. Ngoài sau này cũng rất là êm ha các bạn. Rồi đã khái con này về đây mình sẽ quay con này đích kinh đó ha. Chỗ này nó có bị xét cái miếng này nữa nè ha, với hai con ốc này nè. Này chúng ta phải mua cái miếng này thay vô cho mới đẹp lên ha. Rồi ok, cái xe thì hoàn mọi chỗ nó đều đẹp hết, chỉ có mới xét mấy cái chỗ đó nhẹ thôi, mình thay cái khác là ok. À, anh cho thông tin về chiếc ẹt Midkin này lên anh Trào. Rồi, cái đó là ẹt Indo đó, Midkin 2018. 2018 ha. Cũng đời mới cũng gần đây các bạn. Rồi nó cũ anh, đèn thường nè. Đèn bóng ha. Đèn sao, đèn halogen. Rồi đèn sao nó qua đèn led rồi. Anh em nào thích đời này thì alo ha các bạn. Cái này vỏ theo xe của con đặt luôn á, đúng hồ 10.000 à. 10.000 ha, bởi vì nó mới chát luôn nè. Quanh đây quay lại cho các bạn xem mới chát luôn. Bên mình bán ra chiếc ẹt này nhiêu anh Tào? Hiện tại bên con này bên mình bán ra 32 triệu ạ. 32 giá này yêu thương ha các bạn. Vậy là tiết kiệm được 20 triệu ha, xe mới 52 triệu ha. 51, 52 vậy. Đúng rồi, hiện tại bây giờ nó đứt hàng hả? Qua mẫu đèn led rồi. Trời ơi, tiết kiệm được 20 triệu. Nhiều mới các bạn ơi. Phương tiện đường theo xe còn đầy đủ. Mang khóa 2 kiếm. Ồ. Chìa khóa nè. Còn bịch lại chưa sử dụng nè ha. Còn bật audio lên coi. À. Nhiều đây. 10.000. 150 cây. Nhiều mới ha. Giá rất là tốt giá các bạn ơi, 32 rất là tốt giá ha. Có cái này, chỗ này nó hơi xước nè. Cho nên nó hơi xước nhẹ nè ha, nó có sọc nè ha. Nhưng mà nó không có bị gắt. Rồi còn mỗi chỗ thì mình quan sát thấy nó đẹp hết ha. Ok. Vỏ rồi cũng êm ha, rồi mâm nào cũng sáng trưng đẹp trơn ha. Rồi quá ok bạn ơi, phuộc bọng rồi nè, trong này ha, sáng đẹp trơn ha. Lóc máy rồi nè ha. À, tem nào là cũng không có bị chạy ha, có cái chữ Yamaha mắc cái đầu không biết ha, không đáng kể. Đó, lắp máy nào này kia cũng không chạy chỗ ha. Chụp quay luôn, bên đây cũng đẹp hết trơn ha các bạn. Bô luôn nè, đĩa rồi cũng im ha, để coi có sự hao mòn của đĩa không ha. Chưa có các bạn ơi, đĩa còn êm lắm, nó hơi nhẹ, vuốt tay nó hơi lưng nhẹ hơi, không có luôn. Đẹp ha. Rồi, cho anh cho thông tin về chiếc Wilson này mới về luôn đi anh Tà. Còn đó, Wilson đó đăng ký 2015 đó, biển số rồi cũng được lắm. Được cũng dễ nhớ ha, 31337 ha. 1337. Xe sạch đẹp, nguyên zin hết ha. Bắn chậm đi chứ. Xe này đời mấy anh Tà? 2015. Có hai vô tập vỏ rồi đó. À, còn như theo xe chân hả? Còn như theo xe hết. Hai cái vỏ nó mới thay luôn. Ồ. Mình bán ra xe này nhiêu tiền anh Tào? Có hiện tại bên mình bán 22 triệu ạ. Xe mới như xe mới hiện tại bây giờ các bạn đi mua cái này là ổ phá thường hả? Phá thường, tầm khoảng chừng 32-33 triệu đó. 32-33 triệu đúng rồi. Còn phá thường minh nó 35 triệu. Hơn 35 nữa. Hơn cơ này xe hơi nhóng lên, cơ trần hơi nhóng lên hơn 35. Thì chúng ta tiết kiệm được khoản tiền cũng khá ha các bạn. Chỉ có 22 triệu thôi. Mà có hỗ trợ được trả góp luôn. Thì mấy anh em nào thích thì đến thôi ha. Thì cái nắp xăng này nó có bị xét bạn ơi, do không sử dụng hay gì đó. Bên trong ta còn mới, bên ngoài bị xét nè ha, cái thân mới ha. Nhâm giờ có thể muốn đẹp thì đổi nắp xăng khác. Xe rẻ sống thấy rất đẹp ha, xe xài kỹ quá. Áo sống thì đẹp lắm. Mấy số cũng dễ nhận không chạy luôn. Nhất là chỗ đó mấy chỗ gắt chân là thường chạy qua cái chỗ ngắm đó. Vậy là người ta cái này ta có dính keo lúc trước ta bảo dưỡng kỹ quá. Ừ. Bảo dưỡng. Hai ớt nó vàng rè luôn. À. Không chạy luôn. Xài kỹ, dưỡng kỹ dính keo. Đó, về xài luôn.
Vỏ vỏ mới vô về cui bạn ơi ha. Vỏ im vỏ mới vô về cui, giá 22 triệu là đúng giá ha, hữu nghị luôn á. Mấy cái này nè. Nó còn mới hết trơn ha, nó không có bị vàng, nó bị bay màu á. Rồi ok. Rồi kết thúc clip các bạn ha. Rồi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ha. Ai có cái thích cái kênh mua bán cô Vũ thì nhớ bấm đăng ký kênh và ấn cái chuông ha các bạn. Để mỗi khi có clip mới nó sẽ thông báo cho mình ha. Rồi xin thân ái kính chào.